Xin chào tất cả các bạn. Nay mình quay video cái quá trình mình tự học tiếng Trung của mình, tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu. Bạn nào mà mới bắt đầu học tiếng Trung thì vào đây học của mình, xem của mình để ghi lại cái quá trình mình học. Thì bài đầu tiên đối với dành cho người tự học tiếng Trung, đó là mình sẽ nắm bắt được một số cái khái niệm cơ bản về tiếng Trung và cũng như là cái cách phát âm tiếng Trung ra làm sao. Thì cái khái niệm đầu tiên mình cần nắm được ở tiếng Trung đó là chữ Hán. Mình hiểu thế nào là chữ Hán đúng không? Chữ Hán mình tưởng tượng giống như cái chữ Nho ngày xưa các cụ hay viết ấy. Nó là cái chữ tượng hình, nó dựa trên nhiều âm tiết. Chữ Hán nó có đặc điểm nhìn chữ thì không đọc được âm, không hiểu được nghĩa. Học chữ nào thì chúng ta phải thuộc lòng chữ ấy. Chữ Hán theo mình biết thì nó sẽ có hai loại là phồn thể và giản thể. Cái chữ phồn thể thì nó sẽ nhiều âm tiết hơn, nó sẽ khó đọc và khó nhớ hơn là cái chữ giản thể. Cái chữ giản thể là người ta giảm bớt một số âm tiết đi rồi thì nó sẽ dễ đọc, dễ nhớ hơn. Và bây giờ đại đa số người ta sẽ dùng cái chữ giản thể, người ta học cái chữ giản thể. Thì chữ Hán khó đọc khó nhớ như thế thì làm nào để chúng ta học được? Thì chữ Hán lại có cái phần phiên âm của chữ Hán, là cái cách mà ghi âm chữ Hán bằng chữ Latin, là cái hỗ trợ cho việc học chữ Hán của chúng ta. Vậy thì để cái phát âm được được cái chữ Hán đó, là phát âm cái phiên âm của chữ Hán đó, thì cái cách phát âm của chúng ta nó gồm có bao nhiêu phần đấy? Thì đây mình có cái chữ Hán này, đây là cái chữ Hán này, còn bên dưới là cái phiên âm này. Đấy. Cái phiên âm này nó gồm bao nhiêu phần và cái cách để đọc cái phiên âm này như thế nào? Cái phiên âm này nó sẽ gồm có 3 phần, nó giống như phần chữ tiếng Việt của chúng ta, bao gồm là phụ âm, nguyên âm và dấu. Chữ Hán nó cũng thế. Vậy sau cùng phân tích cái chữ hảo đấy nhá. Đấy, lý hảo là có nghĩa là xin chào ấy. Thì nó sẽ gồm có 3 phần, bản thân là từ hảo này. Nó sẽ có phần phụ âm, nguyên âm và thanh điệm. Phụ âm trong chữ Hán là gọi là thanh mẫu, nguyên âm là vận mẫu, còn phần dấu thì gọi là thanh điệm. Đấy. Hảo, hảo thì chữ H gọi là thanh mẫu, A gọi là vận mẫu và cái dấu mũ bên trên ấy là thanh điệm. Cái dấu đấy người ta đặt, mình đặt gần với dấu mũ điện, dấu gọi để cho tiếng Việt ấy. Đấy, đấy là cái cấu trúc hay là cái cách phát âm của một từ ở trong tiếng Trung, và mình đi đấy và đọc giống như là đọc ở trong tiếng Việt. Vậy thì trong cái quá trình học tiếng Trung của mình phải nắm được, thứ nhất là thuộc chữ Hán này, thứ hai là biết đọc cái phiên âm của chữ Hán. Cái quan trọng nhất là mình thuộc chữ Hán và đọc các phiên âm của chữ Hán. Để biết đọc các phiên âm của chữ Hán thì mình phải đọc thanh mẫu, có bao nhiêu thanh mẫu và đọc các thanh mẫu như thế nào, có bao nhiêu vận mẫu và cách đọc những vận mẫu đó như thế nào, và có bao nhiêu thanh điệm như cách đọc thanh điệm như thế nào. Thì bài hôm sau mình sẽ đi học các thanh mẫu đấy, và cách đọc của chúng. Bài hôm nay mình chỉ học đến đây thôi. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào, cùng học tiếng Trung với mình.